Về nhà. May là hôm nay đi là mình là toàn những người là không bị say xe. Chứ nếu như là mấy cái chị em ở Cao Bằng đợt trước cứ lằng lặc đòi đi xe của bộ đội. Đến lúc lên đến đèo Cao Bắc ấy. Anh trời ơi, cho em xe xuống thôi. Em còn ỉa ra mồm lắm rồi. À, ông Kính lái xe, ông bảo vệ không biết ỉa ra mồm là thế nào. Ông cứ lờ tịt đi ông lái. Một lúc sau, anh Tài ơi, em còn ỉa ra mồm lắm rồi. Trời ơi, mẹ lôn ra đây đùi ông Kính. Ông Kính ông ấy bẻ cái cật lứa, ông xuống ông bẻ cái cật lứa, ông ngồi ông cạo đùi ông bảo. Ui dồi ui, đổ bê tông đây đùi cái này. Kính ra chết rồi. Ôi giời, ông cao cao cái đùi ông kiểu đó, lột ra toàn hành với mì ấy. Đẹp quá em ơi. Ông cứ bảo, thế sao bảo, thế sao, nó đã nói thế rồi mà còn không cảnh báo mà. Như nó bảo ỉa ra mồm thì tao làm sao tao biết được ỉa ra mồm là lột. Thế, nó lại chơi cái bài rồi. Thôi thôi ơi. Anh Tài ơi, cho em xe xuống thôi. Nói cái gì nói ngược. Em đã bảo là cái đường này nó nhiều khu lắm. Lúc nãy em đã bảo là đến cái khu đầu kia thì cho em xuống. Em còn ỉa ra mồm rồi. Thế mà còn không cho. Bây giờ người ta ỉa ra mồm rồi lại còn mắng người ta. Người ta bảo từ đầu rồi còn không nghe, bây giờ người ta nhả ra mồm rồi, bây giờ lại mắng người ta. Lái xe đi đường nào gần thì lái xe đi nhá. Đường sang lên chỗ ngã 6 của Bắc Linh là được.